Mang thai lần đầu nào phải chuyện đơn giản. Nếu bạn cảm thấy vô cùng áp lực, chẳng biết phải chăm sóc bản thân thế nào để bé yêu phát triển tốt, thì đừng lo, Vinano sẽ chia sẻ đến mẹ 6 phương pháp thai giáo dành cho 3 tháng đầu của thai kỳ, giúp mẹ có một thai kỳ suôn sẻ và thai nhi phát triển khỏe mạnh. Mẹ cùng nghe nhé. Phương pháp giữ tinh thần vui vẻ. Giai đoạn mang thai đầu tiên vô cùng nhạy cảm với thai nhi, bởi một chút bất cẩn có thể dẫn đến sảy thai và ảnh hưởng đến quá trình phát triển của bé. Vì vậy, mẹ nên giữ một tinh thần lạc quan, vui vẻ bằng việc đọc những cuốn truyện thai giáo, chơi đàn piano, vẽ tranh, v.v. hoặc bất cứ điều gì mẹ thích. Vỗ về bé yêu mỗi ngày. Trong tam cá nguyệt đầu tiên, bé chỉ giữ nguyên tư thế nằm theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Vì thế, khi xoa bụng, mẹ chỉ nên xoa tay theo vòng tròn để không ảnh hưởng đến tư thế của thai nhi. Việc massage và xoa bụng thường xuyên không những mang đến sự kết nối giữa mẹ và bé mà còn giúp mẹ bầu bớt căng thẳng và tinh thần thoải mái hơn đấy. Gọi tên và trò chuyện cùng con. Hẳn mẹ đã chọn cho con một cái tên ngộ nghĩnh và thật đáng yêu. Vậy tại sao lại không bắt đầu gọi tên bé trong mỗi lần trò chuyện ngay từ những tuần đầu tiên mang thai này nhỉ? Thai giáo bằng âm nhạc giúp phát triển thính giác. Các chuyên gia cho rằng mỗi ngày mẹ nên dành 2 lần, mỗi lần 30 phút để nghe nhạc cùng con. Âm nhạc nhẹ nhàng, lành mạnh sẽ tạo tinh thần tốt để truyền cho thai nhi. Ngoài những bài nhạc không lời, nhạc cổ điển, Mozart, mẹ có thể chọn các bài nhạc thiếu nhi vui vẻ, tiết tấu âm lượng vừa phải, khoảng dưới 60 decibel. Thai giáo 3 tháng đầu về dinh dưỡng hợp lý cho thai nhi. Mẹ sở hữu một sức khỏe tốt thì thai nhi cũng sẽ có một nền móng sức khỏe vững chắc. Vậy nên hãy bổ sung vitamin, khoáng chất cần thiết từ thực phẩm chức năng, hoa quả trái cây và sữa để cung cấp toàn diện cho thai nhi, hoàn thiện thai giáo 3 tháng đầu này mẹ nhé. Tập thói quen thiền hàng ngày. Với những mẹ bầu nghén nặng, khó tập trung vào công việc và sinh hoạt thường ngày, thì thiền chính là một phương pháp đơn giản nhất giúp mẹ giải tỏa bớt căng thẳng, hấp thu nhiều oxy cho cơ thể và thai nhi hơn, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thai nhi, đặc biệt là tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện giấc ngủ rõ rệt. Mẹ thực hiện ngồi thẳng người, nhắm mắt và loại bỏ mọi suy nghĩ, tập trung vào hít thở nhẹ nhàng và chậm rãi. Lúc hít vào, bụng mở rộng nhẹ nhàng, đồng thời đọc các câu chúc như đang trò chuyện với thai nhi. Thực hiện thiền khoảng 30 phút mỗi ngày để duy trì sự cân bằng cho cảm xúc mẹ nhé. Qua video này, hẳn mẹ đã hiểu rõ hơn phương pháp thai giáo cho 3 tháng đầu. Hy vọng sẽ giúp mẹ có thêm kiến thức để thực hiện thai giáo cho con từ sớm, giúp con phát triển và hình thành tư duy nhạy bén về sau. Mẹ hãy lưu ý và thực hiện nhé.